Grim's fairy tales, Death's messengers. Chuyện cổ Grimm, sứ giả thần chết. chết. In ancient times, a giant was once traveling on a great highway. When suddenly an unknown man sprang up before him, and said, "Halt! Not one step farther." Cách đây hàng ngàn vạn năm, có lần một người khổng lồ đang đi trên đường, bỗng từ đâu tới không biết. Có một người lạ mặt đi ngược chiều xuất hiện và gọi. Dừng lại ngay, không được bước thêm một bước nào nữa. What? cried the giant. A creature whom I can crush between my fingers, wants to block my way. Who art thou that thou darest to speak so boldly? I am Death, answered the other. No one resists me, and thou also must obey my commands. người khổng lồ ngạc nhiên và đáp ái chà quân nhãi nhép mà cũng đòi ra lệnh ngà ta chỉ cần dùng hai ngón tay kẹp chặt ngươi vào giữa là ngươi đủ chết bẹp rồi ngươi là ai mà dám mở mồm nói những điều ngớ ngẩn như vậy lại còn dám đứng cản đường đi của ta người kia đáp ta là thần chết chẳng một ai có thể cưỡng lại ta ngươi cũng vậy thôi lắng nghe ta ra lệnh đây But the giant refused and began to struggle with death. It was a long, violent battle. At last, the giant got the upper hand and struck death down with his fist so that he dropped by a stone. The giant went his way, and death lay there, conquered and so weak that he could not get up again. What will be done now? said he. If I stay lying here in a corner, no one will die in the world. and it will get so full of people that they won't have room to stand beside each other. Người khổng lồ không chịu tân theo và xông vào đánh nhau với người kia. Hai bên vật nhau quyết liệt. Không bên nào chịu thua bên nào. Nhưng rồi thần chết đuối sức. Bị khổng lồ đấm cho những cú đấm như trời giáng. Thần chết loạn quạng. Cuối cùng nằm sóng xoài bên cạnh một tảng đá. Người khổng lồ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thần chết nằm đó, sức cùng lực kiệt, không còn đủ sức để gượng dậy nữa. Thần chết lẩm bẩm, "Mọi việc sẽ ra sao? Nếu mình nằm đây, sẽ chẳng có ai chết nữa. Trên trần gian này sẽ chật ních những người là người. Người sẽ đông đến mức không còn chỗ mà đứng nữa chứ chẳng chơi." In the meantime, a young man came along the road, who was strong and healthy, singing a song. And glancing around on every side, when he saw the half fainting one, he went compassionately to him, raised him up, poured a strengthening draught out of his flask for him, and waited till he came round. "Dost thou know?" said the stranger, whilst he was getting up, "Who I am, and who it is whom thou hast helped on his legs again?" lúc đó có một chàng hở đi <laughs> Mồm hát mắt liếc ngang liếc dọc, nhìn thấy có người nằm ở bên đường, chàng trai đi lại gần, thấy thương hại người kia, nhấc người đó dậy và cho anh ta uống một hơi rượu mạnh. Tới khi thấy người đã tỉnh, kẻ được cứu giúp kia mới cất tiếng nói. "Anh bạn có biết là anh bạn đã giúp ai không? Anh bạn có biết tớ là ai không nào?" "No," answered the youth. "I do not know thee. I am death." Said he, I spare no one, and can make no exception with thee, but that thou mayest see that I am grateful. I promise thee that I will not fall on thee unexpectedly, but will send my messengers to thee before I come and take thee away. Well, said the youth, it is something gained that I shall know when thou comest, and at any rate be safe from thee for so long. Chang Chai Da? Khong? Không biết anh là ai." Người kia nói tiếp, "Ta là thần chết, ta không có quên ai cả. Đối với anh bạn cũng như vậy, không có ngoại lệ. Để tỏ lòng cảm ơn anh đã giúp ta, ta hứa sẽ không đến bất chợt kéo anh đi, mà ta sẽ cử sứ giả tới báo trước, rồi ta mới tới để bắt anh đi." Chàng trai nói, "Thế thì hay đây." biết được anh bạn lúc nào sẽ tới đón đi thì còn gì hay bằng. Then he went on his way and was light-hearted and enjoyed himself and lived without thought. Rồi chàng trai lại tiếp tục đi, vừa đi vừa hát, không hề biết lo âu sầu muộn là gì cả. But youth and health did not last long. Soon came sicknesses and sorrows, which tormented him by day. And took away his rest by night. Die, I shall not, said he to himself. For death will send his messengers before that. But I do wish these wretched days of sickness were over. Tuổi thanh xuân cũng trôi đi nhanh chóng. Tuổi già ập tới cùng với bệnh tật đau yếu. Chúng dày vò rằn vặt ban ngày và làm cho mất ngủ về ban đêm. Chàng trai khi xưa giờ đây đã là một ông già. Ông tự nhủ mình ta không thể chết được. Những ngày khó chịu vì bệnh tật và đau yếu rồi cũng phải qua. Thần chết chỉ đến gọi đi, khi đã cho sứ giả đến báo trước. As soon as he felt himself well again, he began once more to live merrily. Then one day someone tapped him on the shoulder. He looked round, and death stood behind him and said, "Follow me. The hour of thy departure from this world has come." những ngày bị dày vò dằn vặt vì bệnh tật và già yếu kia cũng trôi qua. Ông già thấy mình lại khỏe mạnh. Những ngày kế tiếp ông lại sống trong niềm vui và hạnh phúc. Rồi bỗng một ngày kia, có người vỗ vai ông. Quay lại xem thì ông thấy đúng là thần chết đang đứng sau mình. Thần chết nói. Giờ hãy đi theo ta. Giờ vĩnh biệt trần gian của người đã điểm. What? replied the man. Wilt thou break thy word? Didst thou not promise me that thou wouldst send thy messengers to me before coming thyself? I have seen none. Ông già ngạc nhiên nói. Sao lại thế nhỉ? Ngươi định thất hứa hay sao? Chính ngươi có hứa. Trước tiên ngươi cho sứ giả tới báo khi nào ngươi tới gọi đi. Nhưng ta chưa thấy sứ giả nào tới báo cả. Silence. Answered death. Have I not sent one messenger to thee after another? Did not fever come and smite thee? And shake thee? And cast thee down? Has dizziness not bewildered thy head? Has not gout twitched thee in all thy limbs? Did not thine ears sing? Did not toothache bite into thy cheeks? Was it not dark before thine eyes? And besides all that, has not my own brother sleep reminded thee every night of me? Didst thou not lie by night as if thou were already dead? The man could make no answer. He yielded to his fate and went away with death. Thần chết đáp. Lặng im nghe ta nói. Ta đã liên tiếp cho sứ giả tới. Ngươi đã bị những cơn sốt hành hạ. Ngươi mất ăn mất ngủ. Ngươi gầy rộc đi một cách thảm hại. Ngươi đã bị những cơn choáng váng trong đầu những cơn đau khắp mình mẩy làm cho ngươi đứng ngồi không yên tiếp theo là những cơn đau răng hết ngày này đến ngày khác đau răng kèm theo ù tai nhức óc làm cho ngươi thấy tối sầm cả mặt mày tất cả những cái đó chính là sứ giả của ta nó làm cho ngươi ngày không ăn đêm không ngủ chính nó làm cho ngươi nhớ tới ta ngươi còn nhớ không có những ngày đêm nằm ngươi tưởng chừng sẽ qua đời trong đêm ấy người kia chẳng còn biết nói năng sao nữa đành nhắm mắt đưa chân đi theo thần chết